Khi chúng ta nghĩ đến các sông băng, hình ảnh kinh hoàng về chúng đang lặn dần xuống nước vì biến đổi khí hậu ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Nhưng chúng ta, những con người ngớ ngẩn đang tích cực phá hủy hành tinh này cũng đang cố gắng tìm hiểu cách chúng ta có thể cứu nó và các quá trình mà điều này có thể xảy ra. Giống như những con người ngớ ngẩn của chúng ta, bản thân trái đất cũng đang tích cực cố gắng cứu mình khỏi những thiệt hại đang diễn ra mà chúng ta đang gây ra cho nó. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Geology, một nhóm các nhà nghiên cứu do Đại học Minnesota dẫn đầu đã lần đầu tiên tiết lộ rằng lở đất có thể có tác động lớn đến sự di chuyển của các sông băng. Trượt đất, còn được gọi là sự lãng phí hàng loạt, được định nghĩa là sự chuyển động của một khối đá, mảnh vụn hoặc đất xuống một độ dốc. Sử dụng hình ảnh vệ tinh để nghiên cứu ảnh hưởng của trận lở đất năm 2019 xảy ra trên sông băng Amalia ở vùng Patagonia của Chile. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trận lở đất khiến sông băng tăng kích thước và từ đó làm chậm quá trình tan chảy của nó. Mark Van Wadervery, tác giả chính của nghiên cứu và là tiến sĩ gần đây, giải thích những vụ lở đất này thực sự khá phổ biến. Tốt nghiệp trường khoa học trái đất và môi trường N.S. Wintel của Đại học Minnesota, nếu họ có thể ổn định các sông băng, thì điều đó có thể ảnh hưởng đến dự đoán về mức độ lớn của các sông băng nhất định trong tương lai. Bối cảnh của hiện tượng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu ở đây đang khiến các sông băng trên toàn thế giới rút lui với tốc độ chưa từng có. Điều đó ảnh hưởng đến cơ bản đến tất cả mọi người trên khắp thế giới, bởi vì khi những sông băng này nhỏ đi, chúng khiến mực nước biển tăng lên. Amalia Glacier, sông băng Amalia, còn được gọi là sông băng Skua, nằm trong vườn quốc gia Bernardo O'Higgins ở Chile. Nó đã trải qua thời kỳ rút lui mạnh mẽ nhất trong số tất cả các sông băng được đề cập trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1986, khi nó lùi xa mức báo động 7 km 4,3 dặm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!